Quý cô bác và anh chị kính mến, ngày hôm nay Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, tiền bạc đủ đầy, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Mậu Thân sinh 1968, bất ngờ nhận lộc liên tiếp, tiền về tới tấp, đổi đời giàu sang dữ dội, gian danh khắp thiên hạ. Quý khán giả thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều kỳ diệu đang chờ đón tuổi Mậu Thân sinh 1968, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 này. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn những cơ hội lớn, những may mắn bất ngờ và đặc biệt là nguồn tài lộc dồi dào. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch không chỉ đơn thuần là một khoảng thời gian trong năm, mà còn là một bước ngoặt quan trọng. Đây là thời điểm mà những nỗ lực và kiên trì trong quá khứ của tuổi Mậu Thân sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Nếu bạn đã trải qua những tháng ngày đầy thử thách và áp lực, thì đây chính là lúc để bạn thu hoạch trái ngọt. Những cơ hội mới sẽ xuất hiện trước mắt bạn, mở ra cánh cửa đến với thành công và thịnh vượng. Chỉ cần bạn nắm bắt đúng thời điểm và biết cách tận dụng những điều may mắn, cuộc sống của bạn sẽ chuyển mình theo chiều hướng tích cực. Bạn có thể cảm nhận được sự dồi dào của tài lộc và chắc chắn rằng tiền bạc sẽ ùn ùn đổ về, giúp bạn thỏa sức chi tiêu và hưởng thụ những gì mình mong muốn. Tuy nhiên, để có thể tận dụng tốt những điều tốt đẹp này, bạn cần phải biết một bí mật quan trọng, đó chính là sự chuẩn bị và thái độ sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Có thể sẽ có những yếu tố bất ngờ trong cuộc sống, nhưng với sự tỉnh táo và tự tin, bạn hoàn toàn có khả năng biến những thách thức thành những bước đệm vững chắc trên con đường đi tới thành công. Hãy cùng chờ xem những điều thú vị nào sẽ diễn ra từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này dành cho tuổi Mậu Thân sinh 1968 nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích từng phương diện, từ công danh sự nghiệp đến tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe, để giúp bản mệnh chuẩn bị cho một thời điểm tràn đầy may mắn và thịnh vượng. Hãy đón xem và không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào nhé. Người tuổi Mậu Thân sinh 1968 thuộc mệnh Thổ, đại trạch Thổ, đất nhà lớn. Tuổi Mậu Thân lạc quan, tự tin và có sáng kiến mạnh mẽ. Bên cạnh đó, tuổi này có trí thông minh cao, khả năng phản ứng nhanh và thích ứng mạnh mẽ với những thay đổi của môi trường. Vì vậy họ có thể xử lý mọi vấn đề khẩn cấp và phức tạp một cách bình tĩnh và rõ ràng. Họ thích xã hội hóa và có trái tim ấm áp để họ có thể hòa hợp với những người khác. Tuy nhiên, họ thiếu ý thức trách nhiệm, họ xử lý mọi thứ hoàn toàn bằng cảm xúc của chính họ. Do đó, họ có thể không coi trọng những điều họ không thích một cách nghiêm túc và bỏ chạy sau khi phạm sai lầm. Thuộc hành thổ của can mậu, tương sinh cho hành kim của chi thân, nên người tuổi Mậu Thân may mắn được hưởng nhiều điều cát lành, có cơ hội đạt được thành tựu lớn trong cuộc đời. Trên thực tế, thành công chỉ thực sự đến với những người này khi họ có ý thức trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Họ luôn ấp ủ những hoài bão lớn lao với mong ước cống hiến cho xã hội ngày càng giàu đẹp hơn. Người tuổi Mậu Thân có bản mệnh thuộc nạp âm, đại trạch thổ, tức là đất nền nhà, chủ về hiền lành, chất phác. Việc họ cáu gắt hoặc tỏ thái độ khó chịu với mọi người là điều gần như không bao giờ xảy ra. Họ sở hữu khả năng giao tiếp duyên dáng, có thể dễ dàng thuyết phục người khác. Các ngành nghề như luật sư, chính trị gia, doanh nhân sẽ giúp họ khai thác tối đa tiềm năng của bản thân. Với khả năng phán đoán nhanh nhẹ, người tuổi Mậu Thân không bao giờ để vượt mất cơ hội khỏi tầm tay. Bên cạnh đó, họ cũng là người có tính cách linh hoạt, có thể tùy cơ ứng biến một cách tài tình trong mọi tình huống. Vậy nên,
Họ coi những trở ngại là cơ hội để họ thể hiện tài năng. Những người tuổi Mậu Thân có một số thăng trầm trong sự nghiệp. Trong suốt cuộc đời, họ phải cẩn thận đừng đánh mất trái tim khi sự nghiệp của họ không suôn sẻ, miễn là họ sống sót qua thời kỳ khó khăn. Mọi thứ sẽ ổn, tương tự không được tự phụ khi công việc diễn ra tốt đẹp, hoặc họ có thể phạm sai lầm lớn. Nếu họ không đủ cẩn thận, họ sẽ gặp may mắn trong sự giàu có. Trong phần còn lại của cuộc đời, họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè và đồng nghiệp của họ và kiếm được nhiều tiền từ sự nghiệp. Ngoài ra, nếu họ có đủ tiền, họ có thể cố gắng đầu tư vào cổ phiếu, từ đó họ có thể nhận được lợi nhuận lớn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Mậu Thân sinh 1968, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này là một thời điểm mang lại nhiều cơ hội và may mắn cho tuổi Mậu Thân, nếu bạn cũng đang có sẵn những dự định quan trọng cho giai đoạn cuối năm nay. Sự nghiệp trong thời điểm này có nhiều điểm sáng, cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau, nhưng nếu vượt qua được, bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Do đó, bản mệnh hãy tận dụng tốt thời cơ để ghi điểm và có những dấu ấn thật sự đặc biệt trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn rất lớn. Tài vận từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, dù cũng có khởi sắc nhưng chưa mạnh, nhìn chung con giáp này vẫn chưa thể thoải mái chi tiêu thoáng tay cho lắm. Dù vậy, dựa vào nỗ lực cá nhân và trí thông minh, người tuổi Mậu Thân vẫn có thể gặp được một số cơ hội phát triển tiềm năng và thu được những lợi ích bất ngờ. Trong giai đoạn này, bản mệnh dễ gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau do áp lực công việc cao và tâm trạng thất thường. Việc nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý sẽ đặc biệt quan trọng đối với thể chất của bạn. Về chuyện tình cảm, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, tuổi Mậu Thân có thể chọn bắt đầu một mối quan hệ mới hoặc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hiện có. Các cặp vợ chồng có thể cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của nửa kia dành cho mình. Điều này có thể nâng cao hơn nữa mối quan hệ của hai bạn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Mậu Thân sinh 1968, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sinh 1968, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tam hội thái thuế xuất hiện, báo hiệu đây là một thời điểm mang lại nhiều cơ hội và may mắn cho tuổi Mậu Thân, nếu bạn cũng đang có sẵn những dự định quan trọng cho giai đoạn cuối năm nay. Trong quá trình làm việc, bản mệnh có thêm sự chủ động và song sáo hơn, không còn thụ động đợi đến khi người khác giao việc cho mới làm. Cũng bớt phần do dự hơn trước, tinh thần này rất đáng để ghi nhận và phát huy tài năng và sự sáng tạo của bạn sẽ được phát huy tối đa. Con giáp này sẽ có cơ hội được giao một số nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng. Bạn cần học cách nắm bắt cơ hội, chủ động giải quyết vấn đề, thể hiện tài năng và khả năng lãnh đạo của mình. Sự hợp tác và giao tiếp với cấp trên cũng đặc biệt quan trọng. Bạn cần thiết lập các mối quan hệ cá nhân tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nguyệt lệnh Lâm Tuyệt báo hiệu không ít thách thức, cũng song hành cùng với các cơ hội, nhưng nếu vượt qua được, bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Do đó, bản mệnh hãy tận dụng tốt thời cơ để ghi điểm và có những dấu ấn thật sự đặc biệt trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn rất lớn. Càng về cuối tháng thì áp lực càng tăng lên, đòi hỏi người tuổi Mậu Thân cần bình tĩnh, sáng suốt mới không phạm sai lầm. Nguyệt lệnh Tuyệt tiềm ẩn những sự sa sút bất ngờ. Công việc có thể vốn đang thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đạt, nhưng cũng có giai đoạn đụng đâu hỏng đó, càng cố gắng làm thì lại càng phí công vô ích. Dẫu vận trình lên xuống khó nắm bắt là thế, nhưng con giáp này vẫn là người có thể quyết định sự thành hay bại của mình. Yếu tố vận mệnh chỉ là phụ. Một khi bạn đã quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, thì sẽ không có khó khăn trở ngại nào ngăn cản nổi bước tiến của bạn. Đồng thời, bạn hãy cảnh giác với những tranh chấp nơi công sở và chiêu trò của tiểu nhân, giữ vững nguyên tắc độc lập của bản thân, đừng quá dễ dãi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Thân sinh 1968, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tài lộc từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này của tuổi Mậu Thân nhìn tổng thể vẫn có những khởi sắc nhất định hơn so với tháng trước. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện chưa mạnh và rõ ràng, vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
Dù vậy, dựa vào nỗ lực cá nhân và trí thông minh, bạn vẫn có thể gặp được một số cơ hội phát triển tiềm năng và thu được những lợi ích bất ngờ. Với người làm công ăn lương, bản mệnh vẫn còn khá áp lực về tài chính, chưa thể chi tiêu thoáng tay, dù nguồn thu nhập đều đặn, song hàng tháng phát sinh quá nhiều chi phí bất ngờ, bao gồm cả sinh hoạt phí, chi phí nhà cửa, thậm chí cho các mối quan hệ. Bản mệnh nên xét về tổng thể vì thu nhập vẫn còn nhiều eo hẹp, may mắn còn có tam hội lại giúp người kinh doanh buôn bán có một thời điểm tất bật. Nhìn chung, doanh thu đạt mức khá, có thể tích lũy được khoản nhỏ, đề phòng những tình huống phát sinh bất ngờ còn chủ động xử lý. Lưu ý, nguyệt lệnh lâm đất tuyệt có thể mang tới những biến động lớn về tiền bạc. Hôm nay bạn có thể thu về lợi nhuận cao, nhưng chưa chắc ngày mai cũng vậy. Con giáp này vẫn nên có sự tính toán và cân nhắc cẩn thận. Kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt. Tiêu dùng hợp lý cũng là một trong những yếu tố quan trọng để có được vận may tài chính ổn định. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân sinh 1968, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, tuổi Mậu Thân dễ gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Do áp lực công việc cao và tâm trạng thất thường, đã vậy, nguyệt lệnh lâm đất tuyệt báo hiệu. Cơ thể bạn dễ xuất hiện các triệu chứng khó chịu, như thể trạng đi xuống, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, ngủ không sâu giấc, kém ăn, suy nhược thần kinh, ảnh hưởng cả đến công việc lẫn cuộc sống. Do đó, việc nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý sẽ đặc biệt quan trọng đối với thể chất của bạn. Hãy chủ động dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe của mình mọi lúc mọi nơi, mọi thời điểm, đừng chủ quan nhé. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Mậu Thân sinh 1968, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, tam hội cục cho thấy người tuổi Mậu Thân có thể chọn bắt đầu một mối quan hệ mới hoặc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hiện có. Người độc thân có thể gặp được người mình thích và có thể bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào. Tuy nhiên, bạn vẫn cần cân bằng cảm xúc để tránh quá phụ thuộc vào đối phương và duy trì suy nghĩ cũng như sự độc lập của riêng mình. Các vợ chồng có thể cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của nửa kia dành cho mình. Điều này có thể nâng cao hơn nữa mối quan hệ của hai bạn. Tuy nhiên, thời điểm này do nguyệt lệnh rơi vào cung tuyệt, khiến cho tính tình của con giáp này có phần cứng nhắc, bảo thủ, suy nghĩ bế tắc, không thông suốt. Điều này cũng sẽ gây không ít trở ngại cho chuyện tình cảm đôi bên. Bạn cũng phải học cách trân trọng và cho đi tình cảm của mình thì mới có thể gặt hái được hạnh phúc. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Mậu Thân sinh 1968, ngày mùng 4 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, những điều mong đợi sẽ có tín hiệu tích cực. Sự nghiệp sẽ phát triển theo chiều hướng mới và đầy tính thách thức. Bạn nên có sự chuẩn bị để thoải mái đón nhận những điều sắp tới. Ngày mùng 7 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh có thể hoàn thành tất cả các mục tiêu đã định trước, có cơ hội thể hiện và ghi điểm mạnh mẽ trước cấp trên. Nhờ đó, quá trình nỗ lực thăng tiến của bạn cũng sớm có thu hoạch. Ngày mùng 9 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh có cơ hội làm giàu, kiếm tiền dễ dàng hơn, thu nhập được cải thiện, giúp giải quyết rất nhiều khó khăn tài chính trước đó như các hóa đơn, khoản vay nợ tín dụng. Ngày mùng 10 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh tích cực xây dựng mối thân tình với đồng nghiệp và nhận được sự tin tưởng, giúp đỡ bất kể lúc nào của đối phương, môi trường làm việc hài hòa, cũng giúp bạn hăng hái phấn đấu nhiều hơn. Ngày 11 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, tiến độ công việc đang tiến triển khá tốt, bản mệnh có thể hoàn thành vượt định mức đề ra. Bạn đang cho thấy năng lực chắc chắn của mình, cấp trên cũng đánh giá cao màn thể hiện xuất sắc của bạn. Ngày 13 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh hãy cứ theo đuổi hết mình để đạt được điều bạn muốn. Sự quyết tâm là chìa khóa hóa dẫn chòm sau này tới thành công. Đừng ngần ngại trước những thử thách, nếu không bạn sẽ mãi đứng yên một chỗ. Ngày 15 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh hãy tận dụng khả năng hùng biện của bản thân để khẳng định năng lực của mình. Tài ăn nói khéo léo và đi vào lòng người của bạn sẽ được phát huy triệt để và mang lại may mắn cho bạn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần.
của tuổi Mậu Thân sinh 1968, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Tuần này có chính tài hỗ trợ, nên tài chính của tuổi Mậu Thân hứa hẹn có nhiều khởi sắc, công việc tuy vất vả, nhưng bù lại thì giúp cho con giáp này có được thu nhập ổn định và không còn phải cân đo đong đếm từng đồng như trước nữa. Bạn luôn biết cách để sớm cải thiện thu nhập cho bản thân, thành quả này là những gì bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được. Tuy nhiên, cho dù tiền có dư dôi hơn so với trước kia, nhưng bản mệnh cũng đừng tiêu pha hoang phí, bạn nên để một phần để sắm sửa những nhu cầu cần thiết, những phần khác để tiết kiệm đầu tư cho tương lai, cũng như đề phòng những trường hợp xấu có thể bất ngờ xảy ra, dù có mải mê công việc và kiếm tiền đến đâu. Tuổi Mậu Thân cũng cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Tuần này, bạn có thể sẽ mắc các vấn đề về đường tiêu hóa, cần chú ý việc ăn uống hàng ngày. Tử vi tuần thứ 2 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Tuần này có thiên quan án ngữ trong vận trình của người tuổi Mậu Thân, bản mệnh chịu nhiều tác động tiêu cực, điềm báo tiểu nhân gây hại khá rõ, bản mệnh cần thận trọng với mỗi lời mình nói ra, vì họa từ miệng mà ra, vì thế đừng vì một lời nói bất cẩn mà tự khiến bản thân gặp khó khăn trong việc gắn kết những mối quan hệ quan trọng tại nơi làm việc. Tuần này, việc hợp tác làm ăn kinh doanh của con giáp này cũng có thể gặp một vài trục trặc nhất định, đôi bên có thể không hiểu ý nhau, dẫn đến những khúc mắc trong quá trình hợp tác. Một khi lòng tin bị lung lay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn chung của cả hai. Bù lại, trong tuần có ngũ hành tương sinh, giúp cho tình cảm êm ấm là điểm sáng duy nhất trong tuần. Với tuổi Mậu Thân, quan hệ của con giáp này với bạn đời của mình khá hài hòa. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhường nhịn nửa kia nhiều hơn, không nên làm mọi việc theo ý thích của mình. Có như vậy thì vợ chồng mới không nảy sinh bất mãn. Tiếp theo là cẩm nang dượng vận cho tuổi Mậu Thân sinh 1968, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: sự nghiệp có nhiều điểm sáng, cơ hội và thách thức luôn song hành, tài lộc có khởi sắc nhưng chưa mạnh, vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu hồng, màu vàng. Con số may mắn 27, 68 và 87. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dượng lộc thu hút may mắn, về tuổi Mậu Thân sinh 1968, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp, xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Mậu Thân với tuổi Tý. Khi là đối tác kinh doanh, cả hai con giáp này đều năng động, tuổi Mậu Thân và tuổi Tý cùng chung quyền lực, trong khi tuổi Tý có cái đầu sắc sảo trong làm ăn và kiếm tiền, thì tuổi Mậu Thân cũng thích được nắm quyền lực trong tay. Điều thú vị là tuổi Tý đủ khôn ngoan và khéo léo, để cho tuổi Mậu Thân cảm thấy cũng đang nắm quyền. Nhìn chung, mục tiêu của tuổi Mậu Thân và tuổi Tý đều giống nhau, vì vậy họ dễ dàng hòa nhập để cùng phát triển. Tuổi Mậu Thân với tuổi Sửu. Nếu là đối tác làm ăn, hai hành tinh này rất khó giao tiếp với nhau, bởi đơn giản họ có mục tiêu khác nhau. Tuổi Sửu muốn làm việc tập trung chăm chỉ và làm đúng ngay từ lần đầu, trong khi đó, tuổi Mậu Thân chỉ tập trung vào công việc khi biết chắc kết quả là tuyệt vời thôi. Ngược lại, tuổi Mậu Thân sẽ thấy chán ngán bởi tính thực tế và bảo thủ của tuổi Sửu, và hơn thế nữa còn coi tuổi Sửu là kẻ phá đám. Tuổi Mậu Thân với tuổi Dần. Trong công việc, hai hành tinh này cũng có nhiều việc cần bàn. Tuổi Dần nghiêm khắc và yêu cầu tuổi Mậu Thân phải làm việc nhiều hơn, trong khi đó, tuổi Mậu Thân thích chơi nhiều hơn làm. Hai con giáp này nhanh chóng chán nhau, bởi tuổi Mậu Thân coi tuổi Dần là kẻ thích làm bề trên. Trong mắt tuổi Dần, tuổi Mậu Thân là mẫu người lông bông và ham chơi. Tuổi Mậu Thân với tuổi Mão. Tuy là đối tác kinh doanh, tuổi Mậu Thân và tuổi Mão cần phối hợp thật nhịp nhàng để công việc của họ không bị đổ bể. Tuổi Mão không nên đảm nhiệm các vấn đề liên quan đến tài chính, và tuổi Mậu Thân cũng vậy, bởi người tuổi Mậu Thân chi tiêu khá mạnh tay và khó có thể giữ được tiền. Tốt nhất tuổi Mậu Thân sẽ là người ở tiền tuyến, đảm nhận trách nhiệm tổ chức các cuộc gặp gỡ đối tác và khách hàng.
tuổi Mão sẽ chăm lo việc hậu phương để hỗ trợ cho tuổi Mậu Thân. Còn tài chính chắc hẳn cần nhờ tới một nhân vật thứ ba đảm đương để công việc kinh doanh phát triển đi lên. Tuổi Mậu Thân với tuổi Thìn. Khi tuổi Mậu Thân và tuổi Thìn cùng làm ăn với nhau, họ sẽ sẵn sàng đón nhận những thách thức. Bởi bản chất của họ vốn ưa mạo hiểm, họ thường khuyến khích nhau cùng tìm ra những hướng mới cho công việc kinh doanh. Tuổi Thìn rất may mắn về tài chính và có vẻ như làm việc chăm chỉ hơn tuổi Mậu Thân. Đó có thể là may mắn của tuổi Mậu Thân khi được làm việc với tuổi Thìn. Tuổi Mậu Thân với tuổi Tỵ. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này có thể cùng hợp tác, cùng phát triển nếu họ biết cách tự điều chỉnh. Nếu họ biết cách tránh những mâu thuẫn, những tính cách trái ngược nhau có thể trở thành những điểm bổ sung. Tuổi Mậu Thân vốn ưa thích những điều mạo hiểm, tuổi Tỵ khá cẩn thận và chăm chỉ. Khi họ tin vào mục tiêu mình đề ra, tuổi Tỵ khá may mắn với chuyện tiền bạc. Nhưng đôi khi thấy ngán ngẩm bởi tính cách ham vui của tuổi Mậu Thân. Hai con giáp này rất dễ cạnh tranh, giành vị trí người dẫn đường. Trong hai tuổi này, tuổi Tỵ làm việc nhiều hơn tuổi Mậu Thân. Tuổi Mậu Thân với tuổi Ngọ. Nếu hai con giáp này làm ăn chung, họ có thể cần một đối tác thứ ba duy trì sự gắn kết và ổn định. Tuổi Mậu Thân thường bận rộn với những việc riêng, trong khi tuổi Ngọ thì mãi miết làm, và khi thấy đối tác thiếu nghiêm túc họ sẽ bỏ dở giữa chừng. Nếu lập công ty chung, doanh nghiệp của họ rất năng động, nhiều tiềm năng nhưng không ổn định. Khi có mâu thuẫn sẽ chẳng có ai chịu nhượng bộ ai. Tuổi Mậu Thân với tuổi Mùi. Trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh, hai người có thể sẽ phải chịu đựng những căng thẳng. Tuổi Mậu Thân thường chỉ ham vui chứ không thực sự là con người của công việc. Tuổi Mùi là người có tham vọng phát triển, có các ý tưởng độc đáo, nhưng lại không giỏi trong vấn đề quản lý tài chính. Tuổi Mùi thích trang trí nơi làm việc của mình theo phong cách riêng, mặc dù thích quyền lực. Nhưng cả tuổi Mậu Thân và tuổi Mùi đều không quyết đoán, dễ bị dao động trước những lời xu nịnh, do đó họ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Tuổi Mậu Thân với tuổi Thân. Trong làm ăn kinh doanh, hai tuổi Thân dễ xảy ra tranh chấp để nắm quyền lãnh đạo. Mặc dù tuổi Mậu Thân luôn muốn vui vẻ, nhưng cũng thích được nắm quyền. Cho dù điều đó có nghĩa là sẽ bị gắn vào một nhiệm vụ cụ thể, do đó họ sẽ phải cố gắng để thỏa hiệp xem ai sẽ quản lý bộ phận nào để tránh xung đột với nhau. Tuổi Mậu Thân thường là những nhân vật nổi trội trong những cuộc họp mặt về kinh tế. Các khách hàng thích tìm đến tuổi Mậu Thân bởi cách ăn nói có duyên và tính hài hước của tuổi Mậu Thân. Nơi làm việc chung của hai người rất nhộn nhịp. Tuổi Mậu Thân là người ưa mạo hiểm. Việc kinh doanh của họ có thể gặp thất bại hoặc được hưng thịnh, nhưng với họ, đó luôn là con đường lựa chọn có nhiều điều thú vị. Tuổi Mậu Thân với tuổi Dậu. Trong làm ăn kinh doanh, hai hành tinh này lại khá ăn ý với nhau. Những vấn đề cơ bản trong công ty nên để tuổi Mậu Thân làm người đảm nhiệm. Điều này sẽ giúp tuổi Mậu Thân thỏa mãn mong muốn được trở thành người đứng đầu và vận dụng hiệu quả sự khéo léo của mình cho công việc. Tuổi Dậu nên quản lý bên cạnh, sử dụng đầu óc thông minh của mình vào việc quản lý tài chính và ngăn cản tuổi Mậu Thân đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan. Tuổi Mậu Thân với tuổi Tuất. Trong làm ăn kinh doanh, tuổi Mậu Thân sẽ giữ vai trò như người đứng đầu, tuổi Tuất sẽ chỉ đi bên phụ giúp cho tuổi Mậu Thân. Tuổi Mậu Thân có khả năng thuyết phục khách hàng và tuổi Tuất sẽ là người tiếp tục duy trì mối quan hệ làm ăn đó. Tuổi Tuất có khả năng đặc biệt trong việc nhìn nhận sự việc và đánh giá con người, do đó tuổi Tuất có thể sử dụng khả năng đặc biệt này để trợ giúp cho tuổi Mậu Thân tránh được những rủi ro đáng tiếc. Không khí nơi làm việc của hai người rất rất vui vẻ và sôi nổi. Việc kinh doanh sẽ rất phát đạt nhờ vào sự bạo dạn của tuổi Mậu Thân. Tuổi Mậu Thân với tuổi Hợi. Trong làm ăn kinh doanh, nếu biết kết hợp sức mạnh của cả hai tuổi Mậu Thân và tuổi Hợi, công ty sẽ xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và thịnh vượng. Tuổi Mậu Thân thích lãnh đạo và thường là người đại diện cho công ty đi giao thiệp với khách hàng, thuyết phục mọi người vì có kinh nghiệm và khá bạo dạn. Tuổi Hợi là người làm việc chăm chỉ theo sự chỉ dẫn của người khác, nhưng sẽ cần biết cách để giúp tuổi Mậu Thân tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống, mỗi người đều trải qua những thăng trầm, những vui buồn và những thử thách. Trong bối cảnh bộn bề ấy, triết lý sống theo tiêu chuẩn, chân, thiện, nhẫn trở thành một kim chỉ nam quý giá, giúp con người vượt qua khó khăn, tìm thấy ý nghĩa và bình an trong tâm hồn. Tìm kiếm sự thật, chân hay sự chân thật chính là nền tảng đầu tiên trong triết lý này.
Khi chúng ta sống chân thật không chỉ với bản thân mà còn với mọi người xung quanh, chúng ta đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ và sự phát triển cá nhân. Sống chân thật giúp ta không phải giả dối, không phải che đậy và cũng không phải sống trong sự sợ hãi. Tìm kiếm sự thật không chỉ đơn thuần là nói ra sự thật, mà còn là việc hiểu rõ bản thân. Điều này có nghĩa là ta phải đối diện với những cảm xúc, những yếu điểm của mình mà không hề né tránh. Khi chấp nhận những điều không hoàn hảo trong chính mình, ta sẽ học được cách yêu thương và thông cảm với bản thân. Sự chân thật trong chính mình sẽ mở ra con đường dẫn đến sự tự do, tự tại và hạnh phúc. Hai là thiện, yêu thương và chia sẻ sau khi tìm kiếm chân lý. Điều tiếp theo cần làm là thực hành thiện, tức là yêu thương và lòng tốt. Thiện không chỉ là một từ ngữ, mà là một hành động, một thái độ sống. Khi ta đối xử tốt với người khác, chúng ta không chỉ mang lại hạnh phúc cho họ, mà còn cho chính mình hành động tốt đẹp. Dù là nhỏ bé cũng có thể tạo ra những làn sóng tích cực trong cộng đồng. Sống thiện lương là biết sẻ chia, giúp đỡ người khác mà không cần điều kiện. Những hành động này có thể là giúp đỡ người gặp khó khăn, tình nguyện tham gia các hoạt động cộng đồng, hoặc đơn giản chỉ là một nụ cười với người xung quanh. Tình yêu thương và sự đồng cảm sẽ lan tỏa tạo dựng một môi trường sống tích cực, nơi mọi người có thể cùng nhau phát triển. Ba là nhẫn, kiên nhẫn và tha thứ. Nhẫn hay kiên nhẫn chính là một phẩm hạnh cần thiết trong cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường cảm thấy áp lực và căng thẳng, những khó khăn khăn thử thách không ngừng đổ về khiến ta dễ nản lòng. Tuy nhiên, khi chúng ta thực hành nhẫn, chúng ta sẽ học được cách kiên nhẫn chờ đợi, vượt qua những khó khăn mà không mất đi lòng tin vào bản thân và cuộc sống. Kiên nhẫn không chỉ là chờ đợi mà còn là khả năng chịu đựng những nỗi đau, những cảm xúc tiêu cực. Điều này có nghĩa là ta không chỉ cần nhẫn nhịn khi gặp khó khăn, mà còn cần tha thứ cho những người đã làm tổn thương ta. Tha thứ không có nghĩa là quên đi, mà là giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực, để ta có thể tiến về phía trước với trái tim nhẹ nhàng hơn. 4. Ứng dụng triết lý trong cuộc sống hàng ngày. Khi áp dụng triết lý, chân, thiện, nhẫn vào cuộc sống hàng ngày, mỗi người sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực bằng cách sống chân thật. Ta tạo ra mối quan hệ đáng tin cậy và bền vững với những người xung quanh. Khi thực hành lòng tốt, ta không chỉ làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn, mà còn mang lại niềm vui cho chính mình. Cuối cùng, khi học được cách kiên nhẫn và tha thứ, ta sẽ tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và có khả năng vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. 5. Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Cuộc sống không chỉ đơn thuần là những gì diễn ra hàng ngày, nó là hành trình mà mỗi chúng ta cần tìm kiếm ý nghĩa và giá trị riêng. Triết lý, chân, thiện, nhẫn giúp ta định hình cái nhìn của mình về cuộc sống, để nhận ra rằng mỗi thử thách, mỗi niềm vui hay nỗi buồn đều mang một bài học quý giá. Những bài học này không chỉ làm giàu thêm trải nghiệm của bản thân, mà còn giúp ta phát triển thành những con người tốt đẹp hơn. Trong một xã hội đầy biến động, việc giữ vững các giá trị chân, thiện, nhẫn trở thành điều cần thiết để mỗi người có thể đứng vững phát triển và đóng góp tích cực cho xã hội. Hãy nhớ rằng, sống theo triết lý này không chỉ làm cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn, mà còn có khả năng tạo ra những thay đổi tích cực cho thế giới xung quanh bạn. Hãy để chân, thiện, nhẫn trở thành ánh sáng dẫn đường cho cuộc sống của bạn, mang lại hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Mậu Thân sinh 1968, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.